Thực phẩm rẻ tiền, hỗ trợ ổn định huyết áp hiệu quả. Là một loại thực phẩm rẻ tiền và rất quen thuộc, nhưng ít ai biết rằng loại thực phẩm bình dân này có thể giúp làm giảm huyết áp hiệu quả trong vòng 4 tuần. Ở Việt Nam, khoai lang tím là món ăn rất quen thuộc, được chế biến thành các món ăn khác nhau. Rất nhiều người yêu thích món ăn từ khoai lang tím. Nhưng dùng khoai lang tím để chữa bệnh thì không phải ai cũng biết. Nổi bật hơn là tác dụng làm giảm huyết áp cho người bệnh cao huyết áp chỉ trong vòng 4 tuần. Giá trị dinh dưỡng của khoai lang tím. Khoai lang tím có cùng họ với khoai mỡ và khoai tây, cây dạng thân thảo, có lá hình trái tim hay xẻ thủy, củ hình thuôn, vỏ nhẵn nhụi, ruột màu tím rất đẹp. Khoai lang tím có nhiều loại nên giá trị dinh dưỡng, tác dụng chữa bệnh của chúng cũng khác nhau. Trong khoai lang tím có thành phần tinh bột lớn, đường, các axit amin, beta carotene, vitamin C, B1, canxi, phốt pho, kẽm, sắt, magie, natri và kali. Vì vậy, khoai lang tím có thể sử dụng làm lương thực rất tốt. Tác dụng hạ huyết áp. Một nghiên cứu khoa học tại Mỹ cho thấy những người ăn khoai lang tím hấp hoặc luộc 2 lần mỗi ngày, khoảng 6 đến 8 củ nhỏ trong khoảng 4 tuần, sau đó huyết áp của họ đã giảm xuống được 4,3 đến 4,5% so với trước đó. Khoai lang tím giúp huyết áp ổn định, và nếu duy trì việc ăn khoai lang tím hàng ngày với lượng vừa đủ sẽ giúp huyết áp được điều hòa, giảm những cơn tăng huyết áp đột ngột gây nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra, khoai lang tím còn có rất nhiều công dụng khác. Bên cạnh tác dụng làm giảm huyết áp, còn có tác dụng rất tốt đối với người bệnh tiểu đường và hỗ trợ giảm cân, béo phì, tác dụng làm đẹp. Giảm cân nhờ khoai lang tím. Với đầy đủ dinh dưỡng và năng lượng cho cơ thể, nhưng lại là thực phẩm giúp bạn giảm cân nhanh chóng, ngăn chặn béo phì hiệu quả. Ăn khoai lang tím vào mỗi buổi sáng, thay thế những món ăn vặt hàng ngày. Loại khoai này hạn chế sự thèm ăn, giúp bạn nạp ít calo hơn và giảm cân một cách tự nhiên, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Những người mắc bệnh tiểu đường cũng được khuyến khích ăn khoai lang tím vì ít chất béo và đường mỡ. Kháng viêm và làm mờ vết thâm. Khi bạn bị mụn nhọt hay vết thương gây viêm, sưng đỏ thì có thể đắp một lát khoai lang tím mỏng lên. Chỉ sau 10 đến 15 phút, vết tấy đỏ sẽ dịu đi, không còn cảm giác sưng, nóng. Chống lão hóa da. Thường xuyên ăn khoai lang tím 2 lần mỗi tuần, hàm lượng chất xơ, các sinh tố và khoáng chất của khoai lang sẽ giúp bạn có làn da mịn màng, săn chắc. Nếu không ưa thích món khoai lang này, thay vì ăn chúng thì bạn có thể dùng khoai lang luộc, nghiền nhuyễn, trộn với sữa chua, không đường, làm mặt nạ dưỡng da để chống lão hóa. Trị mụn nhọt. Một củ khoai lang tím kết hợp với 40g lá bồ công anh cho vào cối cùng với mật mía giã nhuyễn, gói vào túi vải nhỏ, đắp trực tiếp lên các mụn nhọt. Đây là cách trị mụn nhọt mà người Trung Hoa đã từng áp dụng rất có hiệu quả. Chữa vàng da. Những người bị vàng da, nhất là trẻ nhỏ, có thể nấu cháo khoai lang tím với gạo nếp hay bột ngô để ăn. Món cháo khoai lang tím này sẽ giúp sắc tố da tươi tắn trở lại. Lưu ý khi dùng khoai lang tím. Nên dùng khoai lang tím ở dạng luộc hay hấp thì tác dụng sẽ tốt hơn. Không nên ăn khoai lang rán vì khi đó các chất chống lão hóa chứa trong khoai lang bị mất đi. Các nhà dinh dưỡng học cũng khuyến cáo bạn không nên ăn khoai lang tím với kem bơ thực vật vì những chất béo này sẽ làm mất đi tác dụng điều hòa huyết áp của khoai lang.